Hello, xin chào mọi người quay lại với kênh Stop Gia đình 5 con và cuộc sống Việt Nam. Chiều nay em ăn cơm nha mọi người. Tối nay chứ không phải chiều nay. Em ăn cơm với ôi, thiếu cái chén nước mắm nha. Thấy cái chén nước mắm. Em ăn canh đu đủ nha mọi người. Canh đu đủ nấu với xương heo nha. Đó, canh đu đủ nấu với xương heo. Đó, và thịt sườn heo. Sườn heo kho nha mọi người, sườn heo kho tiêu. Em ăn cùng với củ cải chua nha mọi người. Làm chua với cà pháo làm chua luôn. Và trái dưa leo. Nói cái chảy nước miếng rồi. Trước khi ăn em mời mọi người uống nước với em nha. Bữa nay khát nước quá, em uống nước lọc. Mời mọi người nè. Quá đã. Rồi, mời mọi người ăn cơm với em nha. Đây. Mời mọi người ăn cơm chung với vợ chồng em. Sườn kho. Sáng giờ mới được ăn cơm nha mọi người. Này ớt. Bữa nào mua bạc khí vàng thử à. Bạc khí bắn thấy nó bắn thao thao nhìn dơ quá. Canh này nha. Dài lắm. Dương dày. Chấm nước mắm nào. Ngon miệng à. Nấu cho này ngon quá. Ăn đủ. Sáng giờ ăn được con cho canh nè. Canh này ngon quá. À, sáng ăn cơm trái no. Giờ ăn cái ngon hơn quá, nó không thiêu. Ăn gì cay quá ta. Cái này ăn được rồi ha. Cũng được. Mà khó làm chua. Vâng. Xong rồi. Ngon quá.
Hết. Hết mà trúng tên mọi người. Sạch chấm nước mắm. Ngon. Bới một chén cơm. Ít à, nửa chén. Cay quá. Không biết làm sao. Cái này cay quá. Nó cay à? Cay còn nóng. Nghe tê rồi. Nóng mà ăn canh vui quá đã. Nóng lắm tay. Anh em. Sớt đứa nữa. Cái gì họ chợ mua xà bông. Thấy xà bông. Quá đã. Ơi, thanh thanh với nội cái ổng về cho nội thấy dịch đó. Chưa leo. Ăn luôn. Ý, nào. Đó. Ngon. Đây múc canh nè. Hết nè.
còn miếng này quơ cho hết. Rồi, không ăn canh đu đủ nghi ngọt quá ha. Rồi. Hết mâm. À, quá đã mà quá nực. Trời này nóng. Ngãi hơi xịt mũi không? Đỡ không? Ngãi bay quá trời. Bữa nay mới biết ăn cơm nghe ngon. Mà ngon là nhờ miếng canh với miếng cà pháo. Thịt muốn nghe giận. Không biết luôn. Đưa miếng đi. Không có lửa. Đỡ ngon. Video của em đến đây là hết nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bye bye mọi người và xin hẹn gặp lại. Yêu mọi người. Bịch.